Mình chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Các bạn thân mến, chắc các bạn cũng đã biết là cách đây ít lâu đã có rất nhiều tin đồn nói về việc đảo chính để lật đổ chiếc ghế của ông Tập Cận Bình tại Trung Quốc. Nhưng kết quả là ông Tập Cận Bình vẫn ngồi vững chắc trên chiếc ghế quyền lực tối cao của mình trong ít nhất là 5 năm nữa, đã không có đảo chính hay thanh trừng như những tin đồn trước đó. Sau khi đã nắm chắc quyền lực trong tay, ông đã có một bài phát biểu rất hùng hồn trước mặt bá quan văn võ tại Đại lễ đường Nhân dân trong kỳ đại hội này. Trong đó có một trích đoạn rất đáng chú ý, chúng tôi xin được tạm dịch như sau. Ông Tập đã nói rằng bánh xe lịch sử của việc tái thống nhất đất nước và chấn hưng quốc gia đang tiến về phía trước. Và với việc tái thống nhất hoàn toàn tổ quốc, phải đạt được và phải đạt được. Các bạn nghĩ sao về lời phát biểu này của ông Tập? Còn chúng tôi thì chỉ có một cảm nhận là Đài Loan sắp toang rồi. Rất có thể là trong năm 2023, Trung Quốc sẽ vũ thống hòn đảo này. Mỹ thì cũng đang rất muốn Trung Quốc bụp Đài Loan, muốn kéo Trung Quốc vào vũng lầy chiến tranh để thanh toán hai đối thủ đầy nặng nợ là Nga và Trung Quốc. Cuộc tranh hùng tam quốc diễn nghĩa giữa ba đại cường Mỹ, Nga, Trung đang đến hồi cao trào và nó khó lòng tránh khỏi cái bẫy sau. Đó là các cường quốc mới nổi muốn xoán ngôi bá chủ của các cường quốc lâu đài thì ắt sẽ phải chiến tranh. Các sự kiện trong lịch sử phát triển của loài người đã chứng minh rằng điều đó là hệ quả tất yếu của hai chữ quyền lực. Chỉ có điều ngày nay nó khác một chút so với thời xưa, đó là các đế chế không đem quân xâm phạm lãnh thổ của nhau một cách trực tiếp, nó khác hoàn toàn so với kiểu chiến tranh sử dụng vũ khí lạnh thô sơ như thời xưa. Ngày nay thì việc bắn giết nhau đã được nâng tầm lên một cấp độ tinh vi hơn, với những vũ khí hủy diệt theo kiểu chiến tranh bấm nút rất nhẹ nhàng nhưng thảm họa gây ra thì gấp hàng triệu lần so với đao kiếm và giáo mác. Trong khi đó, bộ ba Mỹ, Nga, Trung đều là những siêu cường đã sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là những thứ nguy hiểm có thể đưa cả nhân loại đi lùi về thời đồ đá rất nhanh. Vì để khẳng định vị trí của mình trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực, họ chỉ có thể dùng chiến tranh ủy nhiệm mà thôi. Tức là phân định thành bại của các siêu cường sẽ được quyết định trên một chiến trường ủy nhiệm nào đó. Việt Nam chúng ta đã có một quá khứ đau thương khi người Mỹ coi chúng ta là một tiền đồn để ngăn chặn làn sóng đỏ ở Đông Nam Á. Và hậu quả sau đó thì ai cũng biết, một cuộc chiến giữa khối xã hội chủ nghĩa với khối tư bản đã xới tung từng tấc đất của Việt Nam với hàng triệu tấn bom đạn bằng cả Thế chiến thứ nhất và thứ hai cộng lại. Thật là đau thương đến nỗi không có gì mô tả nổi. Và trong lịch sử hiện đại ngày nay, Ukraine cũng đang trở thành một chiến trường ủy nhiệm giữa Mỹ và Nga. Chiến trường giữa Mỹ và Trung Quốc rất có thể sẽ là Đài Loan hoặc Biển Đông, hoặc một lần nữa bán đảo Triều Tiên sẽ trở lại thành điểm nóng. Chung quy lại, chiến tranh do xung đột quyền lực giữa các đế chế luôn là điều tồn tại trong lịch sử phát triển của loài người, không thể tránh được. Bởi quyền lực là thứ không thể san sẻ và nó là thứ làm cho con người say đắm nhất. Có quyền lực là có tất cả. Sự suy tàn của một đế chế và sự trỗi dậy của một đế chế khác đều dẫn đến xung đột. Ông Tập Cận Bình và Putin đều là những người tham vọng. Họ đều muốn để lại những dấu ấn lớn trong lịch sử. Với Trung Quốc thì việc tấn công Đài Loan trong khi ông Tập còn tại vị gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Ông Tập đang đợi Nga xử lý Ukraine xong thì ông Tập sẽ đúc rút kinh nghiệm để phản ứng với Mỹ. Cùng với đó thì Trung Quốc cũng chuẩn bị tài lực cho trận chiến này rất kỹ càng. Màn phô diễn vây chặt Đài Loan vào tháng 8 năm nay cho thấy Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc vũ thống này rất kỹ càng. Bằng cách phát triển năng lực đóng tàu chiến ở mức đáng gờm, từ hàng chục năm qua, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy với khả năng bao vây, cô lập hòn đảo này thì Trung Quốc sẽ khiến Đài Loan trước hết là sụp đổ về kinh tế. Không thể giao thương với nước ngoài và không nhận được vũ khí hỗ trợ của phương Tây để bổ sung cho chiến trường. Điều mà trước đây Trung Quốc không thể làm được thì nay là họ đã đạt được với những bước tiến rất đáng nể trong lĩnh vực đóng tàu. Với kiểu đánh bao vây này thì năng lực kinh tế và quân sự của Đài Loan sẽ tụt nhanh hơn cả tụt quần. Với khả năng suy giảm như vậy, quốc đảo này có nguy cơ phải hứng chịu các đợt tên lửa bắn ra từ đại lục mà không có cách nào phản kháng dẫn đến nguy cơ phải dừng cờ trắng đầu hàng. Câu hỏi là vì sao khi đạt những năng lực như vậy mà Trung Quốc vẫn chưa tấn công Đài Loan một cách quyết đoán như Nga tiến hành chiến tranh ở Ukraine?
Thực ra thì Trung Quốc có rất nhiều vấn đề nội bộ cần phải giải quyết bên trong trước khi động binh với Đài Loan. Nếu làm không tốt công tác nội bộ, Trung Quốc sẽ rơi vào nổi loạn, bất ổn, chia năm xẻ bảy. Kịch bản vui nhất là khi Trung Quốc đánh Đài Loan và thất bại, bị cả thế giới lên án. Cấm vận kinh tế lao dốc dẫn chúng bất mãn biểu tình thì các khu tự trị như Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng và một số khu vực khác nữa sẽ đồng loạt bạo loạn, lật đổ chính quyền để giành độc lập. Nội bộ chính quyền Trung ương Trung Quốc sẽ có những mâu thuẫn chỉ trích lẫn nhau một cách sâu sắc và dẫn đến chính biến, cuối cùng là vương triều của ông Tập Cận Bình sẽ sụp đổ. Nói về cách tiến hành chiến tranh với Đài Loan thì nội bộ Trung Quốc sẽ cũng có rất nhiều bất đồng và đấu đá phe phái với nhau. Họ đang tranh giành khốc liệt chiếc ghế quyền lực của ông Tập. Cuộc đối đầu giữa ông Tập Cận Bình và phe Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng hiện vẫn đang tiếp diễn. Phe Giang phái thì có những mối quan hệ làm ăn, móc nối với tư bản phương Tây, còn phe Tập Cận Bình thì đi theo chủ nghĩa dân tộc. Muốn chấn hưng đất nước với tiêu đề là giấc mộng Trung Hoa hay còn gọi là Trung Quốc mộng. Vậy nên, nếu đánh Đài Loan thì ông Tập Cận Bình sẽ rất dễ rơi vào thế nội công ngoại kích khi địch ở ngay trong nhà mình. Điều đó lý giải cho việc vì sao máy bay của bà già 82 tuổi Pelosi đến Đài Loan, Trung Quốc đã không bắn hạ máy bay của bà này khi đã hạ cánh xuống sân bay Cao Hùng để kích động chiến tranh. Mặc dù trước đó họ đã rất mạnh mồm tuyên bố đây là lằn ranh đỏ mà Mỹ không thể bước qua, và sau đó thì Mỹ đã trà đạp lên nó giống như một cái thảm trù chân vậy. Rõ ràng là Mỹ đang rất muốn Trung Quốc đánh Đài Loan để đưa ông Tập Cận Bình vào thế nội công ngoại kích, muốn Trung Quốc xa lầy ở Đài Loan. Rõ ràng là chiến lược bao vây đảo Đài Loan rất hiệu quả, nhưng để làm được điều này thì cần mất ít nhất là 6 tháng. Trong khi đó, nếu không cẩn thận thì một đoàn xe quân sự dài hơn 60 cây số của phe Giang Trạch Dân sẽ kéo về Bắc Kinh hỏi tội Tập Cận Bình, như những tin đồn trước đó là điều rất có khả năng xảy ra. Vậy nên khả năng Trung Quốc đánh Đài Loan sẽ chỉ xảy ra sau khi ông Tập Cận Bình thâu tóm hoàn toàn quyền lực trong tay giống như ông Putin và đánh dập đầu con rắn của phe Giang Trạch Dân. Dân Mỹ hoàn toàn không muốn điều này xảy ra, bởi vì lúc đó ông Putin sẽ có thêm một đồng minh rất lợi hại để làm hậu phương tiêu thụ dầu và khí đốt rất mạnh ở phía sau. Lúc đó, việc tiêu diệt nước Nga sẽ càng khó trăm bề. Khó trăm bề nhưng không phải là không có cách. Có một lần danh đỏ mà Mỹ đang tính đến để kích động cho Trung Quốc bụp Đài Loan, đó chính là việc công nhận Đài Loan độc lập. Đây là điều mà Trung Quốc sẽ không thể chấp nhận. Nếu ông Tập Cận Bình không có giải pháp đáp trả thì chiếc ghế quyền lực của ông ta sẽ lung lại tận gốc rễ nếu như ông ta cứ ngồi im. Nếu Đài Loan độc lập thì đây sẽ là cảm hứng cho các khu vực khác nổi dậy. Nếu không dẹp được Đài Loan thì lửa sẽ cháy đến tận Nam Trung Hải, và Mỹ đang giáo diết chuẩn bị cho chiêu bài này hết sức công phu. Sau chuyến đi của bà già 82 tuổi thì bầy đàn ngoại giao của giới phương Tây kéo tới đây nườm nượp như đi hội. Các phái đoàn của Anh, Mỹ, Pháp, Đức hạ cánh xuống sân bay Cao Hùng của Đài Loan với tần suất dày đặc. Rõ ràng là họ đang đàm phán với nhau về một quy chế công nhận độc lập cho Đài Loan, và các nước phương Tây sẽ hỗ trợ cho hòn đảo này trong trường hợp nó bị tấn công. Trong khi đó, ông Tập Cận Bình thì còn đang phải tìm cách dọn dẹp phe nhóm của Giang Trạch Dân ở trong nước. Quả thật là thế chân vạc Nga, Trung, Mỹ đã hình thành. Và có vẻ như Triều Tiên đã đánh hơi được điều gì đó nên họ cũng đã liên tục thử tên lửa ngay sau đó. Chắc có lẽ họ biết rằng khả năng Mỹ sẽ công nhận Đài Loan độc lập nên Trung Quốc đang phải tính đến phương án đánh Đài Loan để thống nhất đất nước trước khi hòn đảo này tuyên bố độc lập. Và có lẽ vì thế nên anh Kim Jong-un cũng muốn thống nhất cả Bắc Hàn. Cả Trung Quốc và Triều Tiên đều tỏ ra khá là tự tin với cái phao hột nhãn trước khi bước vào phòng thi để giải bài toán thống nhất đất nước trong lần này. Đây là giai đoạn mà Mỹ và phương Tây đang bận tối mắt tối mũi ở Ukraine để đối phó với Nga, và đó cũng là thời điểm thích hợp nhất cho Trung Quốc. Còn cá nhân chúng tôi thì cảm giác đây là một trò chơi chiến tranh vương quyền đầy thú vị. Video của kênh xin dừng ở đây. Các bạn có cảm nhận thế nào hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video hãy nhấn nút thích, chia sẻ với người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. V
Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.